Bình An. Ngôi đền đã được công nhận là di tích cấp tỉnh, là một trong những điểm di sản văn hóa thuộc công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng. Trên đất Cao Bằng, đền thờ Nùng Chí Cao được nhân dân lập ở nhiều nơi như ở các huyện Hòa An, Hà Quảng, Thông Nông, Quảng Uyên, v.v. suy tôn ông như một vị anh hùng dân tộc và được thần thánh hóa như một vị thần nông. Trên tuyến tham quan này, du khách sẽ có dịp đến với đền thờ Nùng Chí Cao ở xóm Cốc Vườn, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng. Đền được xây dựng trên một gò đất cao, dựa vào dãy núi phía mạ vững chắc tựa bức tường thành. Trước mặt trông ra sông Tả Cọn, một nhánh thượng nguồn sông Bằng. Theo người dân địa phương, núi phía mạ có hình một con ngựa hướng về phía đến. Vì thế khi làm lễ cầu khấn, linh hồn thần vương Nùng Chí Cao sẽ phi ngựa từ trên trời về để phù hộ thần dân được bình an. Nùng Chí Cao sinh năm 1025, mất năm 1053, là nhân vật lịch sử đại diện cho ý chí và sức mạnh của các dân tộc vùng cao chống lại các thế lực thống trị phong kiến. Tên tuổi hình ảnh Nùng Chí Cao được ghi lại rất sâu đậm trong sử sách cũng như trong tâm thức của người dân địa phương. Không những chỉ ở địa bàn các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, v.v. mà còn ở các số nước láng giềng như Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar. Năm 1041, Nùng Chí Cao được nhà Lý phong làm châu mục Quảng Nguyên, Cao Bằng ngày nay, cai quản một vùng đất rộng lớn bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Năm 1043, ông được nhà Lý ban tước Thái Bảo, một trong ba chức quan cao nhất thời Lý, và ban đô ấn. Ông đã nhiều lần tổ chức lực lượng chống lại quân Tống bảo vệ biên giới quốc gia Đại Việt. Khi Nùng Chí Cao tử trận, vua Lý rất bực thương xót, truyền cho nhân dân lập đền thờ và đặt chiếu báo phong làm Khâu Sầm Đại Vương. Các triều về sau đều ra phong cho ông Mỹ tự Khâu Sầm Tế Thế, An Dân Án Ngoại, Ninh Thùy Trấn Dịch, Anh Nghị Quả Đoán Hiển Ứng Thùy Lưu, Hộ Quốc An Dân Đại Vương.